Trong các ngày 24 và 25 tháng 1 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 36, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau một thực hiện chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực sau khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm đề nghị thi hành kỷ luật đối với ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy chế làm việc thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong quản lý, thực hiện một số dự án gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và các công ty trong hệ sinh thái AIC thực hiện. Nhiều tổ chức đảng, đảng viên bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại và nguy cơ thiệt hại, lãng phí rất lớn tiền, tài sản của nhà nước, gây dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Trách nhiệm đối với những vi phạm nêu trên thuộc về ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh các nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021 và các đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, nguyên ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, nguyên bí thư ban cán sự đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Nguyễn Tử Quỳnh nguyên phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nguyễn hương giang phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ngô văn liên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy các đồng chí nguyễn tiến nhường nguyễn hữu thành nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy ủy viên ban cán sự đảng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nguyễn lương thành nguyễn văn phong nguyên tỉnh ủy viên ủy viên ban cán sự đảng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nguyễn hạnh trung tỉnh ủy viên phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh nguyễn đức bưởi nguyên tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy giám đốc sở giáo dục và đào tạo nguyễn việt hùng tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy giám đốc sở xây dựng tô thị mai hoa tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy giám đốc sở y tế nguyễn đình xuân tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy giám đốc sở kế hoạch và đầu tư trịnh hữu hùng bí thư đảng ủy giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch trịnh khôi nguyên bí thư đảng ủy phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo Trần Đăng Truyền, nguyên Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Vũ Chí Kiên, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Bắc Ninh; Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Bắc Ninh; Trần Văn Tuyên, nguyên Bí thư Tri bộ, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Công trình xây dựng y tế Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh. Liên quan đến những vi phạm trên, còn có trách nhiệm của Ban Thường vụ tỉnh ủy các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2016-2021 và một số tổ chức đảng, đảng viên khác. Xét nội dung, tính chất, mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Trần Văn Tuynh. Cảnh cáo Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh các nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021. Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2010-2015. Đảng ủy Sở Tài chính, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020. Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2010-2015. Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông, nhiệm kỳ 2015-2020. Đảng ủy Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường và Công trình Đô thị Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2010-2015 và các đồng chí Ngô Văn Liên, Nguyễn Văn Phong, Nguyễn Đức Bưởi, Trần Đăng Truyền, Vũ Trí Kiên, Nguyễn Văn Hiếu. Khiển trách, Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021. Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đảng ủy Sở Y tế đảng ủy sở xây dựng, đảng ủy công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị bắc ninh nhiệm kỳ 2015-2020 và các đồng chí nguyễn hương giang, nguyễn hữu thành, nguyễn việt hùng, tô thị mai hoa, nguyễn đình xuân, trịnh hữu hùng, trịnh khôi, ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị bộ chính trị, ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật ban thường vụ tỉnh ủy bắc ninh các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 và các đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Nguyễn Tử Quỳnh, Nguyễn Tiến Nhường, Nguyễn Hạnh Trung, Nguyễn Lương Thành và đồng chí Nguyễn Thế Nghĩa, nguyên tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. 2. Xem xét đề nghị của tỉnh ủy Lâm Đồng và An Giang về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, ủy ban kiểm tra Trung ương nhận thấy các đồng chí Trần Đức Quận, ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng trần văn hiệp phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng nguyễn thanh bình phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh an giang trần anh thư tỉnh ủy viên ủy viên ban cán sự đảng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh an giang nguyễn việt trí ủy viên ban chấp hành đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh bí thư đảng ủy giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh an giang đã suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương. Căn cứ quy định của đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với đồng chí Nguyễn Việt Trí, Đề nghị Bộ Chính trị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật các đồng chí Trần Đức Quận, Trần Văn Hiệp, Nguyễn Thanh Bình, Trần Anh Thư. 3. Cũng tại kỳ họp này, ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét quyết định một số nội dung quan trọng khác